Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Nhật ký SEA Games. Thưa quý vị, để có một giải đấu diễn ra thành công thì một bộ phận không thể thiếu trong ban tổ chức đó chính là tổ trọng tài. Bên cạnh việc setup sân bãi theo đúng tiêu chuẩn thi đấu thì tổ trọng tài còn là người điều hành giải đấu làm sao cho công bằng nhất cho các vận động viên khi gặp phải những trường hợp luật khó. Hội đồng trọng tài gốc quốc gia đã tuyển chọn được những thành viên xuất sắc, đủ điều kiện cả về chuyên môn lẫn trình độ ngoại ngữ, phục vụ cho SEA Games 31. Tổ trọng tài bao gồm một tổng trọng tài và 16 thành viên, trong đó có 11 trọng tài Việt Nam thuộc Hội đồng trọng tài gốc quốc gia, Hiệp hội gốc Việt Nam và 5 trọng tài quốc tế đến từ các quốc gia Philippines, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Campuchia, Indonesia. Trưởng ban trọng tài phục vụ cho kỳ SEA Games 31 lần này là ông Phan Ngọc Tâm. Tại thì ở trên sân thì chúng tôi đang có 5 trọng tài ở trên sân để thực hiện một số công tác chuẩn bị cho giải. Thì đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã hoàn thành việc chọn những cái vị trí cờ cho những ngày đấu tập và 6 ngày của giải. Đồng thời chúng tôi cũng đã hoàn thành cái việc đánh dấu sân, vẽ tất cả những cái vị trí ngoài sân, ngoài biên, những cái vị trí đánh dấu những cái vị trí khu vực phạt ở trên sân. Vậy vị trí cái công tác chuẩn bị của chúng tôi đến thời điểm hiện tại là cũng tương đối hoàn chỉnh. Là nước chủ nhà, do đó, đội ngũ trọng tài Việt Nam tham gia SEA Games khá đông đảo, với trình độ chuyên môn cao và đều là những trọng tài có kinh nghiệm. Tuy nhiên, để các trọng tài có thể làm tốt công việc tại SEA Games 31, Hội đồng trọng tài quốc gia còn tổ chức tập huấn trước đó khoảng 2 tháng. Ngoài việc là chuẩn bị cho giải đấu này, chúng tôi cũng đã có 2 khóa tập huấn trọng tài quốc gia đều trên sân Đầm Vạc này, nên là gần như chúng tôi không có gặp bất cứ một khó khăn gì cả. Những cái vấn đề... đặc biệt nữa là sân Đầm Vạc cũng ở tỉnh Vĩnh Phúc, cũng khá gần với Hà Nội, nên là việc là anh em di chuyển trong ngày đến đây trước giải chuẩn bị cũng như là đã từng chuẩn bị qua những vòng đấu loại thì rất là đơn giản. Và đến trước giải 5 ngày, như đã nói thì với việc các trọng tài từ trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh hay khu vực miền Trung ra và làm quen với sân thi đấu, chúng ta có rất nhiều thời gian để có thể làm quen, biết được những vị trí trên sân cũng như là biết được những cái yếu tố nào sẽ đến trong những ngày thi đấu. Cùng với việc là đã có trải qua 2 khóa tập huấn thì tất cả trọng tài đều rất có sự tự tin cũng như là để khẳng định rằng là ở Việt Nam rất mạnh về lực lượng trọng tài. Thông qua những sự kiện lớn như thế này, đội ngũ trọng tài của Việt Nam cũng như trọng tài quốc tế sẽ có cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau nhằm nâng cao chất lượng cho các giải đấu lớn trong tương lai. Thưa quý vị, SEA Games năm nay có 2 điều mà không phải lúc nào chúng ta cũng có thể được chứng kiến, đó là golf được tường thuật trực tiếp và sự xuất hiện của golfer nghiệp dư hàng đầu thế giới. Với khía cạnh thứ hai thì người mà tôi nhắc tới đó chính là Ratchanon Chantanuwat, hiện đang đứng hạng 6 của WAGR. Trong lần sang Việt Nam lần này thì Ratchanon đã có những chia sẻ độc quyền với Golf News về cuộc sống, về golf của anh. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe những chia sẻ ấy của Ratchanon để hiểu hơn về chàng trai 15 tuổi nhưng đầy tài năng này của golf Thái Lan. Xin chào, tôi là TK Ratchanon Chantanuwat. Năm nay tôi 15 tuổi. Tôi bắt đầu tiếp xúc với golf từ khi lên 3. Gia đình tôi, đặc biệt là bố, rất yêu golf. Ông thường xuyên dẫn tôi đi cùng tới sân tập và cho tôi làm quen với môn thể thao này thông qua những cây gậy nhựa. Sau một thời gian tập luyện, ông đăng ký cho tôi tham dự một giải đấu, nhưng thật tiếc là tôi thất bại và thậm chí còn xếp cuối cùng. Đó là một kết quả hết sức thất vọng vì tôi muốn giành được chiếc cúp đó. Chính vì vậy mà tôi đã lao vào tập luyện vô cùng chăm chỉ cho giải đấu tiếp theo và giành chiến thắng. Kể từ thời điểm đó trở đi thì golf đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Việc giành chiến thắng Trust Golf Asian Mix Cup là một điều vô cùng tuyệt vời. Nhưng thú thật là lúc đó tôi cảm thấy giống như một giấc mơ vậy. Bình thường thì tôi vẫn luôn khao khát về việc giành chiến thắng, được nâng cúp vô địch, được trở thành số 1. Tuy nhiên khi giấc mơ đã thành thì cảm giác lúc đó rất lạ. Tôi không nghĩ rằng áp lực của chiến thắng lại lớn đến thế. Thật may là tôi vẫn đủ bình tĩnh để duy trì sự tập trung cho tới những cú đánh cuối cùng. Khi tham dự Saudi International cùng với ngôi sao hàng đầu thế giới, tôi đã học được 2 điều rất quan trọng. Đầu tiên là cách mà những Cameron Smith hay Joaquin Neiman xử lý tình huống, cách họ có được những điểm birdie dù cho bóng nằm trên fairway, bunker hay là cỏ rap. Bên cạnh đó là việc họ trân trọng từng cú putt dù khoảng cách là bao nhiêu để thực hiện cú gạt hoàn hảo nhất có thể. Tại Singapore International, thật hạnh phúc khi tôi được Paul Casey khuyên bảo. Anh ấy nói rằng tôi đánh bóng quá thấp và điều đó sẽ gây ra khó khăn khi cần phải giải quyết tình huống ở những thời điểm quan trọng. Sau đó tôi đã tập luyện rất nhiều theo lời khuyên của anh ấy và chưa bao giờ tôi thấy mình đánh tốt đến như vậy.
Tôi nghĩ tôi thích việc được mọi người biết tới nhiều hơn. Tôi trân trọng từng khoảnh khắc khi người hâm mộ tới chúc mừng, chụp ảnh chung hay xin chữ ký. Và quan trọng hơn cả, điều đó tạo động lực cho tôi tập luyện nhiều hơn vì tôi biết rằng người hâm mộ đang kỳ vọng rất nhiều vào mình. Trong vòng 3 đến 5 năm tới, mục tiêu lớn nhất của tôi là được đại diện Thái Lan tham dự Olympic 2024. Để làm được điều này, tôi sẽ phải trở thành golfer số 2 của Thái Lan trên bảng xếp hạng các golfer hàng đầu thế giới. Hiện tại tôi đang xếp thứ 5 và về lý thuyết thì tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên trên thực tế thì đó là một nhiệm vụ không đơn giản. Thứ nhất là 4 golfer đang đứng trên tôi đều là những người rất giỏi. Thứ hai, việc còn đang đi học khiến tôi không thể tham dự quá nhiều các giải đấu lớn trên thế giới. Chắc chắn là tôi sẽ cần thêm nhiều thời gian để thực hiện kế hoạch của mình. Tôi rất hào hứng khi được khoác áo đội tuyển Thái Lan dự SEA Games 31. Tôi nhận được thư mời từ Hiệp hội Golf Thái Lan chỉ vài tháng trước khi tham dự một giải đấu tại quê nhà. Đây là lần đầu tiên tôi đánh team và thi đấu không chỉ cho bản thân mà còn cho cả các đồng đội của mình nữa. Điều đó đã tạo động lực và truyền cảm hứng để tôi tập luyện nhiều hơn và mong ngóng tới ngày thi đấu chính thức. Tôi không nghĩ mình là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Thái Lan bởi các thành viên khác trong đội cũng rất giỏi. Tôi cũng không muốn tự tạo áp lực cho chính bản thân. Tôi chỉ cố gắng thi đấu tốt nhất có thể để đóng góp vào thành tích của đội tuyển. Đây là lần đầu tiên tôi được khoác áo đội tuyển quốc gia, vì thế tôi sẽ cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc ở giải đấu này. SEA Games 31 có thể coi là chương mới trong sự nghiệp của tôi. Trước khi sang Việt Nam, tôi có thông tin là sân Đầm Vạc tuy không dài nhưng khá khó. Chính vì vậy mà tôi đã tập luyện rất nghiêm túc để tăng độ chính xác trong mỗi cú đánh nhằm chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu. Tuy nhiên sau khi trải qua vài vòng đánh tập thì tôi thấy chính xác thôi là chưa đủ. Sân Đầm Vạc có nhiều thách thức rất khó chịu, đặc biệt là cỏ ráp. Tôi tập với gậy driver rất nhiều, song fairway của sân lại hẹp, vì vậy khó có thể tránh khỏi việc bóng rơi vào cỏ ráp. Thành thật mà nói thì những tình huống xử lý trong vùng cỏ ráp là điểm yếu của tôi. Cỏ ráp của sân Đầm Vạc thì lại rất dày và mềm, nên nếu đưa bóng vào đây thì việc thực hiện cú đánh tiếp theo sẽ là một thử thách không dễ chịu đâu. Bên cạnh đó, các green ở đây cũng rất hẹp. Tôi cho rằng giải quyết được bài toán cỏ ráp, phần nào đó là sử dụng tốt kỹ năng chipping, sẽ có lợi thế rất lớn ở sân đấu này. Chính vì vậy mà tôi sẽ phải tập luyện nhiều hơn với những cú chip ở các buổi tập còn lại. Bên cạnh Ratchanon Chantananuwat thì rất nhiều vận động viên khác cũng đánh giá rằng sân golf Đầm Vạc tương đối thách thức, không chỉ bởi các bẫy trên sân mà một yếu tố khác tạo nên sự thách thức đó chính là cỏ ráp. Vậy thì cỏ ráp ở sân golf này có gì khó? Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên Golf News. Xin chào mọi người, tôi tên là Dương Quang Huy, hiện là thành viên Hội đồng Trọng tài Việt Nam thuộc Hiệp hội Golf Việt Nam. Và trong giải đấu SEA Games đợt này thì tôi cũng là một thành viên trong ban trọng tài của giải. Thì hôm nay tôi xin được chia sẻ với tất cả mọi người về một trong những cái điểm thách thức ở sân golf Đầm Vạc, đó là khu vực cỏ ráp với cái chiều dày có thể nói là rất là cao. Sau đây thì chúng tôi xin được giới thiệu với mọi người. Đầu tiên thì chúng ta thấy rằng hiện tại trái banh đang nằm trên khu vực fairway thì ở vị trí rất là đẹp. Thì chúng ta sẽ tiếp theo đến cái lớp cắt thứ hai ở khu vực cỏ ráp, chúng ta xem thử là cái banh nó lún như thế nào. Đây, tôi vừa thả trái banh trong khu vực thì các bạn cũng thấy rằng là đây là cái tee, chiều dài của tee khoảng cỡ 7 cm. Thì khi mà tôi cắm vào thì gần như là cái tee này bằng với cái khu vực cỏ ráp, và banh thì hầu như là bị ngập hoàn toàn trong khu vực cỏ ráp. Đặt gậy xuống thì chúng ta có thể thấy rằng là mặt gậy cũng như là ngập trong khu vực cỏ. Tiếp theo nữa thì chúng ta đi sâu hơn vào phía trong thì khu vực đây là khu vực cỏ ráp tự nhiên rất là cao. Chúng ta thấy rằng nếu tôi thử thả trái banh xuống xem. Đấy, thì tôi thả xuống thì đây là cái tee. Thì khi tôi mà cắm cái tee vào đây thì hầu như là chúng ta sẽ không thấy được cái tee luôn. Và nếu như tôi đo bằng cái gang tay của mình thì nó phải trên khoảng 10, 11 tới 12 cm. Có thể nói là rất là banh rất là sâu. Thì đây là cái dòng cỏ Bermuda. Và một trong những cái đặc điểm của cỏ Bermuda là khi mà trái banh rơi vào, mà nếu cỏ cao thì banh sẽ bị ngập gần như là hoàn toàn trong cỏ. Chứ banh nó sẽ không nổi. Với những cái giống cỏ như là Bass Bloom hay là Zoja thì banh rơi vào nó sẽ nổi. Tuy nhiên, những đặc sản của cỏ Bermuda là những cái điểm thách thức đối với các golfer khi mà banh chúng ta rơi vào khu vực cỏ ráp. Nếu mà quay lại cận cảnh thì chúng ta sẽ thấy rằng hầu như là một cái vị trí khó đánh.
Đây, đó, quý vị thấy không? Ở góc này thì quý vị có thể không thấy được cái mặt gậy mà chỉ thấy được ngang cái đuôi gậy thôi. Đây, banh ngập rất là sâu. Đó, thì vừa qua thì tôi cũng đã chia sẻ thêm về một số cái điểm thách thức ở sân golf Đầm Vạc cho một cái giải đấu SEA Games đợt này. Xin chân thành cảm ơn. Cuối chương trình ngày hôm nay sẽ là những hình ảnh tập luyện của đội tuyển golf quốc gia Việt Nam trước khi bước vào ngày thi đấu chính thức. Đến đây thì chương trình nhật ký SEA Games ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin khép lại. Xin cảm ơn nhãn hàng Ping và Le Coq Sportif đã tài trợ trang phục MC. Hẹn gặp lại quý vị vào 20:15 ngày mai trong chương trình nhật ký SEA Games.